Thì đây là một cái bộ đế được trau chuốt rất là kỹ lưỡng. Cái phần chun của đôi giày này cũng rất là lực và rất là khỏe. Nó có giá là 30 triệu tiền Việt Nam. Một đôi giày cao cổ của Salvator sẽ có cái chiều cao là khoảng 14 phân. Một đôi Chelsea Boot bình thường chúng ta sẽ có cái chiều cao khoảng 14,5 phân. Nhưng đôi giày này có cái chiều cao cổ lên đến 18cm. Wow. Đôi giày này có cái chiều cao cổ lên đến 18cm. Và các bạn có nhìn thấy không? Nhìn cái phần cổ của đôi giày này vuốt rất là sát và rất là sâu. Thế thì cái điều này tạo ra điều gì? Thứ nhất là nó sẽ làm cho cái cổ chân của bạn ôm rất sát với cả đôi giày. Nhưng bạn hãy cẩn thận khi đút chân vào đôi giày này, nó sẽ cực kỳ khó và sẽ dễ làm nản lòng các bạn mà có trải nghiệm đi giày nó không được nhiều. Điểm nhấn trên một người đàn ông là đôi giày, nhưng trên một đôi giày đen thì điểm nhấn của đôi giày lại nằm ở bộ đế. Các bạn nhìn thấy không? Bao nhiêu đôi giày chúng ta có được một cái bộ đế mà độ dày của cái phần đế trước này rơi đến 1,5 phân và độ dày của phần đế sau này 3cm. Và các bạn nhìn thấy phần eo này của đôi giày cực kỳ ôm sát, nó lại tạo ra những cái đường cong rất là sexy. Đây là một đôi giày của Burberry. Một cái bộ đế nó có một cái hình logo của Burberry được chia hai nửa, bên phải và bên trái là hai phần của con ngựa đó. Thì đây là một cái bộ đế rất được trau chuốt, rất là kỹ lưỡng. Phần cạnh đế này có độ dày rơi tầm khoảng 1,5cm, nó rất là dày. Và rất ít khi chúng ta nhìn thấy những cái hãng thời trang như Burberry làm những cái đôi giày có cái chất lượng đế tốt và tốn nhiều nguyên liệu như này. Thế thì nó mang lại điểm nhấn như thế nào? Với những cái đôi giày màu đen như thế này, chúng ta nếu không có một cái điểm nhấn là cái bộ đế hoặc cái phần mũi giày cáo cạnh thì rất khó để có thể nhìn thấy đôi giày nó đẹp ở điểm gì. Nhưng ở trên đôi giày này thì kể cả cái phần chun này, các bạn nhìn thấy cái phần chun của đôi giày này cũng rất là lực và rất là khỏe. Nếu mà chúng ta muốn đi một đôi giày này, chúng ta sẽ phải tốn khá là nhiều lực để có thể làm rộng cái cổ giày. Và các bạn nhìn thấy cái chất lượng của cái chun này cũng rất là tuyệt hảo luôn. Nó rất là dày. Và nếu mà các bạn có đi sử dụng lâu năm thì nó cũng rất khó để có thể bài dão được. Đấy. Với những cái loại như sản xuất bình thường thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần không gian chun ở đây rất là nhỏ. Và nó hình chữ U rất là bình thường. Nhưng với cái đôi giày này, các bạn nhìn thấy là cái hình chữ U xuống dưới nó sẽ được mở rộng ra, làm cho cái điểm nhấn ở trên cái đôi giày này nó được rõ ràng hơn, nó đẹp hơn. Và tôi rất là thích cái phần gót này, các bạn nhìn này. Nó ôm rất là sát và để gò được một cái phần eo và phần đằng sau gót này nhỏ nhắn xinh xắn như này thì đây là một điều không hề dễ một chút nào. Và cái giá mà bạn phải bỏ ra khi mà mua trên web đôi Chelsea Boots List của Burberry này, nó có giá là 950 bảng, nó rơi đâu đó khoảng 30 triệu tiền Việt Nam chưa thuế. Mình nghĩ là cũng đáng chứ. Vậy các bạn cũng sẽ hỏi rằng nếu với những đôi giày Chelsea có cái độ hoàn thiện như thế này thì chúng ta sẽ chăm sóc nó như thế nào, vệ sinh ra làm sao, sử dụng xi gì. Thế thì với một đôi giày màu đen da phủ bóng như này thì chúng ta sẽ có thể sử dụng chai leather lotion này của Ren để chúng ta vệ sinh hàng ngày. Ví dụ ở đây mình sẽ dùng một chút bông. Các bạn hãy đổ lotion ra bông. Sau đó chúng ta có thể lau lên trên bề mặt da dày nhẹ như này. Các bạn nhìn thấy là cái phần da dày nó đã được phủ bóng, vì vậy là cái phần lotion này nó không quá đi sâu vào bề mặt da. Và khi mà để khô thì cái phần lotion này nó sẽ có để lại một chút sáp ong nhẹ nhàng và rất nhanh thôi, các bạn nhìn thấy là cái lotion này đã khô ở trên bề mặt da rồi. Để đánh bóng lại và finish lại cái bề mặt da này thì chúng ta sẽ cần một chiếc bàn chải lông ngựa của Sapphire như thế này. Mình sẽ sử dụng một chiếc bàn chải lông đen thì để chúng ta dễ dàng chăm sóc những đôi giày đen hơn. Đánh nhẹ nhàng như thế này là các bạn đã có một đôi giày sạch sẽ và bóng nhẹ nhàng lịch sự để có thể đi hàng ngày.